Này ai mà nhậu xỉn xỉn chạy quay phim kiểu vậy là hết xỉn rồi. Đổ mồ hôi. Ngồi để tiếng em cho. Đúng rồi, không cho lấy nón không, đi xe này lấy nón gì. Giờ là 7:45 rồi cả nhà. Bà con cô bác tới đưa dâu cũng đông đủ hết rồi. Bây giờ Ngân đi ra ngoài lộ. Ra ngoài lộ đặng coi nhà trai xuống mà đậu xe ngoài kia chứ không có chạy xe vô đây được. Ngân ra đó con đón. Tại vì ở đây đường đường nhỏ rồi ra ngoài đường lớn nữa. Đường lớn thì xe hơi mới chạy vô được, mà đậu ngoài kia. Lâu lâu về quê mà đi đám cưới rồi được quê đám cưới rồi được gặp bà con dòng họ nói chuyện cũng vui rồi. Ngon khoái nhất là cái vụ mà mọi người chuẩn bị đi đưa dâu bốp. Vậy hả con? Bốp đi đưa dâu hả? Dạ ừ. Con đi ra ngoài đây đón thằng trai. Con dạ nè. Thấy nó hùng hố vậy chứ nó gì khôn à. Đây đây con hả? Đường hơi bẫy nha, hôm qua chị tới giờ mà đãi khách á. Cái mưa quá trời, ngay đãi khách hồi lúc 1 giờ cái mưa. Một đám quá trời lớn luôn. Mà mưa cũng lớn nhanh rồi bắt đầu cũng nhâm tạnh, cũng đỡ. Ông canh ngay đúng giờ 1 giờ đón khách luôn á. Cái ông mưa, quốc cái mưa quá trời. Rồi tới một cái con đường bờ sông. Đường này là đường về nhà Ngân này cả nhà. Nhà Ngân cách đây có 2 căn nhà tới rồi. Đi về bước chân tới, quẹo phải là tới nhà Ngân. Tại quay phim mà quay được cái khúc mà rút dâu á, nó vui. Khúc rút dâu đưa dâu rồi nó vui. Tới đường bờ sông rồi nè. Đường này thì xe ba gác chạy được chứ không biết là xe bự nữa chạy có được không. Ba gác thì chạy Hà Rầm luôn nhưng mà chưa có thấy xe tải chạy vô đây, tại đường bê tông có 2 mét à. Ngân đi từ xa, Ngân nghe tiếng bốc càng à. Ngân nghĩ là nhà tay cái gì quen cái miệng á cả nhà. Nhà trai tới nơi rồi cả nhà. Ở đây là con đường Ngân lội bộ từ nhà của cô dâu xuống tới đây không ạ. Đường về nhà Ngân cũng sát bên. Đó, Ngân lội bộ từ nãy giờ xuống tới đây rồi. Xe đậu qua đây 3 chiếc. 8 giờ kém 10 à. Biết dâu đưa dâu rồi có giờ giấc đúng giờ để làm lễ cho nó hợp tuổi gì đó. Cũng coi tuổi coi ngày đâu. Như ta để hỏi có phải ông ta phải xe dâu anh thợ đi ra đâu làm gì mà đông dưới vậy ta. Hello chào anh nha. Chào anh. Anh là xe của đàn trai phải không? Không, xe đàn gái hả? Chờ đàn trai xuống hả? Đàn
tay đâu em biết. Như 8 giờ có mặt đây. Để trai cũng được mà gái cũng được mà. Ý là nhà gái chuẩn bị sẵn 3 xe vậy ha. À. À vậy là nhà trai chưa xuống. Vậy mà em tưởng là nhà trai. Dạ. Đúng rồi. Xuống rồi đâu? Không biết. Đang xuống. Ở xe mình ở đâu cho thuê ở đây à anh? Chợ á. Trong chợ hả? Ở xe của gì nếp không? Phải. À. Giùm bả mở đây. Ở đây xe của dì nếp là bả là trùm ở đây ha. Ủa bả giờ xe nhiều mấy chiếc anh mà thấy quá trời xe đẹp bự bự mà mới không vậy? 6 chiếc. 6 chiếc hả? Đó, đó. Dạ. À gì đó, đứa em của em nó cũng chạy xe cho bà nếp á. Cũng dạ đúng rồi. Xe á, bà con á, bà con với em á. Dạ bà con gần lắm. Nhà vợ xuống dưới đây nè. Hả? Ờ. Chị nó còn chạy chứ nghỉ đâu? Chạy gần 10. Ủa vậy hả? À. Trời ơi. Sẵn quay mấy anh bắn bưởi luôn cả nhà. Thấy trong thời gian mình chờ nhà trai xuống quay sơ sơ cái khúc này đó nha, quay cảnh rồi cho nó đa dạng ha. Chào người đẹp. Dạ em chào mấy anh ạ. Ôi mua bưởi da xanh ở đâu mà ở dưới một ghe luôn rồi đó nha. Bữa nay ngày thứ bảy ngày 15 tháng 7 dương lịch đó cả nhà, hình như là ngày 28 tháng 5 âm lịch á. Trong thời gian mình chờ đợi nhà trai xuống mình quay sơ sơ cảnh quê ở quê ngân nha. Nhớ đợi luôn. Quay sơ cho cả nhà mình xem dòng sông ở quê ngân nè. Đó là chảy ra sông Cái Lớn, sông Cổ Chiên phía bên Bằng Tra Bến Tre. Còn có một cái dòng sông bên đây chảy ngược ra phía sông Cái Lớn cũng là dòng sông Cổ Chiên nhưng mà sông phía bên Vũng Liêm á. Huyện Vũng Liêm, Ngân ở đây là ở Cù Lao Dài, ở xã. Tại mình ở Cù Lao á, ở chính giữa, bốn bên là sông nước. Có cái chỗ này đậu xe ngon quá. Nhà gái đưa dâu 40 người. 40 người, đây là xe của nhà gái, 3 xe. Đây hình xe của nhà trai xuống nè cả nhà ơi. Đây chiếc xe tải dưới nè. Xe tải chở vật liệu 2-3 chiếc, chở thêm mấy chiếc xe du lịch đậu ở đây nữa. Dướng xe ha. Chuẩn bị làm lễ rước dâu.
bác là bác xui ha, hay là vậy hả? À đấy ha, dạ, chứ bác đây là đại diện ha. Dạ. Đây là chú cửa phụ. Dạ. Ê trời em, Minh Châu hả? Minh Châu hả? Yến Châu. Yến Châu hả? À Minh Châu là chị phải không? Dạ. À. Chú gãy đâu? Chú gãy đâu? Chú gãy đâu? Chú gãy thì sao hả? Quay mấy đứa gái đi. Quên mấy đứa gái. Quay hết luôn. Em này là ở chắc ở Cù Lao hết luôn hả mấy cưng? Mấy nữa là ở ở đâu xa không? Em ở Sài Gòn. Ở quận mấy? Dạ ở quận Bình Tân hả? Ở thăm có ai ở Bà Chiểu không? Muốn chạy qua chơi. Không phải bà con với chú rể ha là bạn. Dạ. Vừa tối bơ này rất là nhiệt tình nha. Quay là từ A tới Z luôn đó cần. Chị là chị quay là như là không sót gì á. Để quay luôn đó. Đúng rồi. Bỏ ăn nhiều khi quay gì bỏ ăn hoài gì. Vừa tối bơ nhiệt tình nhất Cù Lao. Nãy giờ chưa thấy chú rể nè, chú rể đâu rồi? Đâu rồi, lúc sau đi bộ lên nhà cô dâu một chút à, không có xa lắm. Tại cái đoạn đường này không có xe, cái xe bự khó chạy vô, không có quay đầu được á. Yến Châu nay nhiêu tuổi em? Dạ 24. Hình như là Minh Châu là chị em sinh đôi với em không? Dạ. Ừ. Nhớ họ hồi nhỏ chị thấy hai đứa nhỏ nhỏ và hai đứa giống nhau lắm. Dạ. Ừ. Giờ lớn còn giống gì không? Dạ. Cái mép á. Hết rồi. Hết giống hả? Dạ. Ở chụp ảnh chuyên nghiệp. Cha truyền con nói á. À, thợ chụp hình ở trong chợ cả nhà. Trong chợ quen anh. Quẹo vô còn đi khúc nữa. Hai. Đi ngang chuồng đi theo. Qua đi vậy. Đầu tóc bù xù rồi đó. Rồi. Này quá trời. Ngâm quay nhẹ nhàng, ngâm đi lùi hơi khó, khó quay đi lùi, khó quay quá, tính đi lùi. Vậy mình đi tới, mình chạy đi tới dễ nè. Đi lùi thì mình đi hơi chậm cho nên là phiền mọi người á, tại vì mọi người cần đi cho nó đúng thời gian mà mình cứ lùi lùi, mình đi mình quay không được. Cái đầu của Ngân làm sao, gió cả nhà cứ vụ xù cái đầu lên. Đâu rớt bông rồi hay vậy, gắt chạy cho nhanh nha, hôm qua mưa đó. Té ra cái là khỏi quay phim luôn. Rồi tới rồi.
Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
báo là đây là mấy cô bác chuẩn bị cho dâu bên nhà gái nè cả nhà, 40 người đưa qua nhà trai. Nhà trai ở gần ở gần khu vực này luôn á, tại ở Cù Lao không có hai xã à. Anh cũng chuẩn bị chơi, anh có gì mà không đúng là mấy cô nghe thông cảm bỏ qua. Trời trời đổ hài luôn, qua đậu dính một đống luôn. Đi tiên tại sao được tới để là nói hôm qua giờ này thì trong nhà có mít ngon ha, có hùng chiêu bắt rồi hùng chiêu anh dặn ship lớn không nghe được rồi rồi giờ tới phòng chút kể nắm tay cho dâu kéo về quá rồi.
Nếu mà ăn cái này mà không uống nước quá ha. Hôm nay là ngày vui của mấy nhỏ thì mình cũng phát cái thứ gì à? Ờ, hai chuyên gia là như còn thiếu cái gì gừng dữ nãy giờ tôi nói rồi thiếu tôi giá cũng đồng sao còn tô nào nữa không còn nhóc còn nữa ha nhớt rồi nhớt đi còn ngồi hay nữa cũng câu ủa hình như quan mạnh hả ủa đó vậy là tôi với anh rồi dạ không khóc nữa à còn khóc còn nữa không còn ăn vui nữa chứ để con người mình nhớ mà cái này không em một lớp phụ chứ cấp đôi nhá mọi người làm lại gần bao nhiêu ừ. Em đi ôi mặt,
Làm lễ xong rồi em đi có đồ vé cái này về lấy chị. Nhỏ nhà lụm rảnh đóng ai mua bán lợi. Làm YouTube là không bao giờ mang giá thuốc cao được, giải muốn xỉn luôn. Đông chụp hình ở YouTube ca chụp chân nè con. Đi mà con sợ chân quá, con đi nhí nhí nhà con đi lên cỏ nè, muốn lên cỏ. Ba ngày đây luôn cả nhà, không đi đường chính mà đi đường mé mương luôn. À, trời, chút xíu nữa. Mới sáng mà chạy một hồi đổ cả nhà ơi. Bây giờ là 8:45 rồi, quá trời mệt luôn. Này ai mà nhậu xỉn xỉn chạy quay phim kiểu vậy là hết xỉn luôn. Đổ mồ hôi. Đám cưới trên đường quê quá trời đông vui luôn. Bắt đầu dứt điểm cái khúc sau bắt đầu ha, là chị lo chị chạy lại phía trước nè. Đó có cô dì Lan đi nè ha. Đó. Thủ thế đang chạy nữa nè. Chạy ra một lộ. Để mình ca hát rồi các bạn. Đi nó tính đâu cô dâu rồi đi. Xem ba. Nước sôi, nước sôi. Nước sôi nha. Ôi, vui quá. Vui quá bà con ơi.
ơi. Đi không có đồng loạt hay đi cùng một lớp mà Ngân dễ quay. Mà đều đông quá cả nhà. Dạ cô vô chú rể hả, đi ở phía sau. Ai chở đi hả? Làm gì có được á. Như vậy mình nói gì? Rồi có người kéo đi xe. Đúng rồi, không cho lấy nón không, đi xe này mà lấy nón gì. Ý trời rồi. Đâu có chùm bồng bon đá hả ta? Bàn tay đem xuống. Khi đâu mà mày tắm rẻ mua thùng gì ăn nhau luôn. Làm gì có rẻ, muốn thấy làm gì rẻ. Sắp dép rồi, chung với mình á. Đi trước đi sau cũng được. Rồi nãy Ngân quên chuyển nhà Ngân ngay khúc đằng đó đó cả nhà. Sáng bên nhà của cô dâu luôn. Cậu. Rồi. Chơi gì nhậu lé. Nhậu không muốn đi. Chơi nhậu lé. Để tao quên cận đó thì nó tính sao. Tao giao qua đường. Lần trước là Ngân cũng có quay đám cưới cho em ở nhà ở ngoài đó đó cả nhà. Đi đưa dâu bằng ghe. Vui cực kỳ vui luôn. Thì mình đi theo ra tới qua đây thôi. Tại vì hôm nay là Ngân không có đi theo qua nhà trai. Mọi người đặt xe đủ chỗ hết rồi. Thêm. Vậy khúc làm lễ rước dâu thôi, khúc bên nhà gái thôi. Rồi ơi, ông Tư vô xe trước. Có
Cô chú anh chị và các bạn đã xem video của Ngân và đăng ký kênh của họ Ngân để cho Ngân có thêm động lực làm thêm nhiều video mới hơn nữa. Bây giờ Ngân đi về nha.